Anh em vừa làm xong công trình ở bên Tân Hòa, Bình Giang. Hôm qua là ngày 18 là chuyển sang bên thôn Bằng Giang, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đấy nhé. Hiện tại đang đào móng này, hôm nay là đào móng đưa xe chở vật liệu vào đây. Anh em cô bác có nhu cầu làm nhà sàn bê tông cứ alo em nhé, qua số điện thoại em để trên màn hình. Các kiểu mẫu to nhỏ, từ phức tạp cho đến đơn giản, anh em nhận hết nhé. Đây là ở thôn Bằng Giang, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Và anh em ở đây thi công thì sẽ là một cái căn nhà là hai gian hai trái. Bên này là những cây giáo chống mà mình đã kê cho gia đình chuẩn bị, sẽ vẫn còn khá là nhiều. Và đây nha, hiện tại là nhà này là sử dụng là cột sẽ làm bằng hai cây phi 14 và hai cây phi 12. Đấy, dầm cũng chạy bằng phi 12. Đây đây, sáng nay anh em mang ra đây để duỗi đây. Và đây là có bốn cây phi 18 là được dùng làm sàng vượt. Sàng vượt để trốn hai cái đoạn cây cột cái ở phần sàn trên. Và dùng phi 10 để làm sàn. Đây là cây phi 10, phi 14 và phi 12. Và các bác nha, đội thợ em là ở Yên Bái này, đoánh các tỉnh to nhỏ lớn bé, làm hết các tỉnh từ Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, thằng đầu sỏ đây này. Các bác quan tâm thì mời các bác đăng ký kênh để theo dõi những công trình tiếp theo chúng em làm. Và các bác theo dõi nha, em làm xong cái công trình bộ khung này em sẽ công bố cái phần vật liệu để cho các bác tham khảo nhé.